Anh chàng này tên Henry. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi dạy thay. Sau khi giới thiệu qua về mình, anh nói, trong lớp của anh chỉ có một quy tắc, nếu không muốn học thì đừng đến. Xéo đi ông già, im mồm đi. Không, cậu mới là người im mồm. Đồ béo ị. Henry kêu cậu học trò ra khỏi lớp. Cậu học trò bước ra khỏi lớp như vừa chiến thắng. Sau đó là cậu bạn da đen đến gây rối. Cậu ta cầm túi của Henry và ném vào tường. Này ông bạn già, hãy cuốn xéo khỏi đây. Nhưng Henry lại không hề tức giận và nói, cậu không có lý do gì để tức giận, bởi vì tôi là một trong số ít những người đang cho cậu cơ hội. Bây giờ thì mời cậu ngồi xuống và làm bài tập. Tôi sẽ vẫn cho cậu tờ giấy. Sau khi tan học, cô học trò mập Meredith hỏi Henry sao đuổi cậu học trò kia mà lại giữ lại anh bạn da đen. Henry liền nói anh không chấp nhận những học trò khinh thường phụ nữ. Điều này khiến Meredith có cảm tình với anh. Trong khu thể dục của trường, có một vị giáo viên đang đánh đu trên tấm lưới. Dường như anh đang mắc kẹt ở đây vậy. Meredith dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh người giáo viên vô cùng tuyệt vọng. Meredith là cô bé có năng khiếu vẽ và nhiếp ảnh. Nhưng ông bố cô lại không thích điều này. Không chỉ thường xuyên chế nhạo, còn nói những bức tranh kia quá ảm đạm buồn tẻ. Đối diện với người cha không hiểu mình, Meredith đành dùng thức ăn để giải tỏa. Nhưng lại vì hình dáng cơ thể mà bị bạn học cười nhạo. Sự xuất hiện của Henry như một tia nắng sưởi ấm cô, chiếu sáng cuộc sống u tối của cô. Trong giờ học, mỗi lần Henry ra câu hỏi, cô luôn tích cực giơ tay phát biểu, còn vẽ lại hình ảnh Henry lúc giảng bài, lén chụp hình Henry lúc trên đường đến trường. Trong mắt anh luôn có một nét u buồn phảng phất, xem ra anh sống cũng không hạnh phúc. Một hôm Henry đang thì chấm bài, Meredith liền lặng lẽ mở cửa bước vào và đưa cho anh tác phẩm của cô. Trong đó là một lớp học trống rỗng cùng Henry không có mặt. Henry nhận ra có lẽ Meredith có nỗi buồn gì đó. Dưới sự khuyên nhủ của anh, Meredith cảm thấy cuối cùng cũng có người hiểu mình. Cô bày tỏ tình cảm với anh rồi ôm anh khóc. Henry định đẩy Meredith ra nhưng cô càng khóc to hơn. Bỗng một nữ giáo viên mở cửa bước vào. Meredith liền vội vàng bỏ chạy. Henry định đuổi theo an ủi, nhưng nữ giáo viên lại nói anh là kẻ tồi tệ. Điều này khiến Henry bỗng sụp đổ. Tôi không phải là gã đàn ông biến thái. Chẳng lẽ trong mắt tôi là người như thế sao? Mấy hôm sau, Henry tuyên bố hôm nay là tiết học cuối của anh. Đám học trò đều vô cùng luyến tiếc. Anh bạn da đen cũng nói không muốn Henry đi. Sau đó nhìn thấy Meredith bày một bàn đầy bánh, Henry liền bước qua và nói anh muốn chiếc bánh hình mặt khóc kia. Nhưng Meredith nói cái đó dành cho cô. Anh xin lỗi Meredith về chuyện hôm đó. Nhưng Meredith ngắt lời và nói tạm biệt. Sau đó bắt đầu ăn cái bánh mặt khóc. Nhưng ngay sau đó, cô liền ngã vật ra đất, mồm và miệng bắt đầu chảy máu. Henry vội lao đến cấp cứu, nhấn lồng ngực rồi hô hấp nhân tạo. Sau bao nỗ lực, Meredith cuối cùng vẫn không qua khỏi. Chúng ta phải có trách nhiệm đi dẫn dắt những người trẻ để họ sẽ không trở thành một lớp người tự hủy hoại mình và trở thành những kẻ vô dụng. Tôi nói rồi, tháo chiếc khóa trong nhà vệ sinh ra. Bà có biết ông ấy rất có thể tự khóa mình trong đó. Nếu bà còn bỏ qua yêu cầu của tôi sẽ đuổi việc bà. Bà đã hiểu chưa? Henry tức giận vì hộ lý chăm sóc ông ngoại không chu đáo. Nỗi tức giận trong người đè nén lâu này được xả ra. Nhưng một giây sau anh lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cô gái trẻ bên cạnh đòi người đàn ông phí phục vụ. Hắn không chịu đưa tiền còn đánh cô gái nọ. Cô gái trẻ không có cách nào, đành quay đầu xuống xe cùng với Henry. Cô gái cố gắng thu hút sự chú ý của Henry, thậm chí chủ động gạ gẫm anh chàng. Nhưng Henry quả quyết từ chối rồi bỏ đi. Đêm ngày hôm sau, trên đường về Henry lại gặp lại cô gái. Erica nói cô rất đói bụng. Sau một hồi do dự, Henry nói nhà mình còn đồ ăn. Anh đưa Erica về nhà và kêu cô đi rửa tay trước. Sau đó liền lấy cho cô bánh mì và nước trái cây. Chờ chút ông chú, $100 nhé ông chú, thả lỏng người. Henry chỉ muốn xử lý vết thương cho cô. Chắc là trong lúc làm việc bị khách đánh, Henry giúp Erica xử lý qua vết thương, rồi kêu cô ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, thấy Erica còn ngủ say, anh không muốn làm phiền cô nên lặng lẽ đi ra. Sau khi tan làm về nhà, anh phát hiện Erica dẫn một gã đàn ông về nhà hành nghề. Henry nổi giận và đuổi gã đàn ông đi. Anh lấy giấy kêu Erica lau miệng rồi đi thay ga giường. Nhìn cô gái trẻ tự hủy hoại mình, Henry chỉ còn cách lắc đầu. Erica liền quỳ xuống. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Cô không phải cứ gì với tôi cả. Nếu cô muốn làm thì hãy cứ làm, nhưng tuyệt đối không phải ở đây. Henry chẳng muốn quan tâm Erica, chỉ là lương tâm anh không cho phép. Anh kêu cô tắm rửa thật sạch sẽ, thay bộ quần áo mới rồi sau đó cho cô ngủ nhờ lại. Hôm sau, Henry về nhà rất muộn. Sau khi Erica biết anh đi ăn tối cùng nữ đồng nghiệp, liền hỏi anh tại sao lại coi mình như đứa con nít. Henry liền nói thẳng, tôi không cần cô trả ơn, cô cũng đừng hy vọng gì ở tôi được không? Cô chỉ tạm thời ở lại đây, nhưng cuối cùng rồi cô cũng sẽ rời khỏi đây, cô hiểu không? Nhưng khi nhìn thấy bữa tối thịnh soạn trên bàn, Henry vô cùng cảm động. Đã rất lâu rồi không có ai nấu cơm cho anh. Khi trời sáng, Erica liền làm bữa sáng cho anh. Henry cũng chấp nhận.
Sau đó họ liền đến bệnh viện để Erica khám bệnh. Sau khi rời bệnh viện, hai người liền đi mua sắm. Hai người vừa mua sắm vừa đùa nghịch. Erica còn tặng anh một chiếc nhẫn. Henry cũng tặng cô một cuốn sổ nhật ký. Trên xe buýt, Erica dựa vào vai Henry và ngủ gật. Dường như mọi muộn phiền lúc này đều tan biến. Hai con người hai số phận dựa vào nhau. Một hôm, Henry vội vàng đến bệnh viện. Anh phát hiện Erica cũng ở đây. Ông ngoại anh đang hấp hối. Ông không ngừng cầu xin mẹ Henry tha thứ. Henry liền giả giọng mẹ mình để an ủi ông ngoại. Erica ngồi bên thấy thế liền bật khóc. Cô hỏi Henry mẹ anh vì sao mà qua đời. Henry nói anh không có ấn tượng gì về cha mình. Từ nhỏ anh đã lớn lên cùng mẹ và ông ngoại. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, mẹ Henry đều kêu anh khóa chặt cửa. Cho đến một hôm, mẹ anh uống một lượng thuốc ngủ lớn, rồi nằm bất động dưới sàn và không bao giờ tỉnh lại. Sau đó ông ngoại cũng dần trở nên bất thường. Hồi đó anh không hiểu chuyện, nhưng sau khi lớn lên, Henry dần hiểu ra chuyện giữa mẹ mình và ông ngoại. Mẹ anh đã dùng cách của riêng bà để bảo vệ anh. Mặc dù ông ngoại nuôi anh khôn lớn, nhưng anh biết mình là kẻ dị dạng, vốn không thuộc về thế giới này. Nên đôi lúc anh thấy thương hại Erica, nhưng có lúc anh lại muốn đẩy cô bé đi. Sau khi ông ngoại qua đời, Henry định gửi Erica đi. Anh lo sợ mình sẽ có tình cảm sâu đậm với cô bé. Người của bên Phúc Lợi đến, Erica liền van xin Henry. Xin đừng làm thế. Chú là người thân duy nhất của cháu, xin chú đấy. Xin đừng đuổi cháu đi, cháu không muốn đi, xin chú. Cuối cùng Erica vẫn bị đưa đi. Henry nhìn chiếc giày của Erica vô cùng buồn bã. Nhưng ác mộng còn chưa hết, cô bé Meredith cũng tự sát vào chính lúc này. Meredith khó khăn lắm mới gặp được người hiểu mình. Nhưng Henry từ chối cô bé, lại còn chuẩn bị rời khỏi trường học. Henry sững sờ ngồi một góc với ánh mắt đờ đẫn. Anh nói với cô đồng nghiệp: cô có thể nhìn thấy tôi, nhưng đó chỉ là cái vỏ. Bỗng nhiên Henry như hiểu ra điều gì đó. Anh từng cho Erica sự ấm áp của tình người. Anh không nên bỏ mặc cô bé. Thế là Henry đến nhà Phúc Lợi. Erica nhìn thấy anh thì vô cùng mừng rỡ. Henry nở nụ cười, Erica liền lao vào vòng tay anh. Ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu lên người bọn họ. Hai người ôm chầm lấy nhau. Sau khi biết được thân phận của mình, anh luôn cố gắng để thoát ra, cố gắng cắt đứt những mối quan hệ tình cảm với mọi người, nhưng lại không thể thực hiện nổi. Bởi vì thoát khỏi bản thân, nhưng anh không thể nào thoát khỏi chút tình người ấm áp luôn tồn tại, cùng chút yêu hận tình thù luôn đan xen nhau.